Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Raider trên 50 đẹp ngọt ngào nơi xứ lạ. Lang thang trên mạng thấy được chiếc em Raider trên 50 ngon ngọt quá, chia sẻ cùng những em xem nhé. Một em Sunker đứng cạnh với em Sonic FI cùng nhau tỏa sáng với bộ cánh vô cùng rực rỡ với dàn đồ chơi ấn tượng. Chắc chắn em nó không phải là ở Việt Nam rồi, mà không biết chính xác là ở Thái Lan hay Philippines nữa. Nào anh em cùng soi kỹ. Sonic trên 50 FI so dáng vùng cúp Raider trên 50 Sunker. Chiếc màu xanh có cụm thắng Rebo, ti phục màu Titan, vỏ phục Stages 6, đĩa Rebo Hell Rebo Habit, bánh căm vỏ nhỏ. Còn chiếc màu hồng cũng tương tự, xài cụm thắng Rebo, ti phục màu Titan, bánh căm niền nhôm, đĩa kiển Rakotec, nắp bình dầu, lốc sơn màu vàng, tông màu của xe. Cái ống hơi ngắn gắn vô chỗ đó không biết có tác dụng ra sao nhỉ. Che nhôm CNC cùng với dàn ốc màu vàng lấp lánh, số gãy CNC. Cận cảnh dàn ghi đông cùng với cụm tăng tốc, cụm con Rebo, ghi đông nhôm CNC cùng với những chi tiết được trang trí rực rỡ. Đặc biệt nhất là hai xe gắn hai bộ trợ cổ, giấy phát CNC rất đẹp. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại ở clip kế tiếp, nhớ like hoặc share nhấn subscribe.